hương hàng trà tâm lòng chan chứa yêu thương. Tối 2 tháng 10, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam đã chuyển 20 tỷ đồng vào Ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hiện số tiền bà Hằng chuyển đã đến kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương, trong số đó 10 tỷ đồng được dành cho ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ và 10 tỷ đồng dành cho đồng bào miền Trung. Ngoài ra, công ty Đại Nam cũng đã chuyển cho Ban vận động cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương gần 1 tỷ đồng tiền quyên góp của du khách đến khu du lịch Đại Nam trong ngày mở cửa miễn phí hôm 29 tháng 9 vừa qua để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 Sagin. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Hằng, cũng đã trao 5 tỷ đồng tại chương trình phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng của thiên tai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức. Như vậy, số tiền mà gia đình bà Hằng và công ty cổ phần Đại Nam du khách quyên góp đã lên tới gần 26 tỷ đồng. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù. Vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai, tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái đời drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là pha kè. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết. Vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài. Cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Bây giờ ai nè, bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô Quỹ Mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì vấn đề này tâm linh. Tâm linh thì không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi giục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trượt tắt nào. Tôi biết những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật. Một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này, và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi, và tôi chửi thuê cho ai. Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau, tôi cũng biết kêu trời. Vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì, thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật. Dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua. Nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Cuối cùng, tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù.
đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Tình yêu thương trong một niềm tin chúng ta không ngại ngần. Đại Nam cùng mọi người xây lại những giấc mơ. Hãy cùng Phương Hằng, cùng Đại Nam yêu dấu, chung tay vì miền Bắc vượt qua bão lũ này. Ca khúc này thể hiện tinh thần đoàn kết, kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp giúp đỡ miền Bắc đang gặp khó khăn do bão lũ, đồng thời